Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ một kinh nghiệm firewall trong Windows, còn gọi là tường lửa trong Windows. Thì có hai cái vấn đề mình cần trình bày với các bạn này. Thứ nhất là cách tắt và mở tường lửa trong Windows như thế nào. Cái vấn đề thứ hai là cái chức năng nâng cao tường lửa trong Windows. Thì chức năng này thường những quản trị mạng cao cấp họ sẽ không muốn chia sẻ với các bạn. Bây giờ mình sẽ vô vấn đề thứ nhất trước, đó là cách tắt và mở tường lửa. Trước tiên các bạn hãy vô cái mục tìm kiếm trong Windows, các bạn gõ cho mình cái từ là firewall các bạn. Đây, chest firewall. Các bạn kích vô cho mình nghe. Sau đó các bạn chú ý cho mình bên tay trái này, nó có cái mục này. Tên Windows firewall on hoặc off, đó chính là nó các bạn. Bây giờ mình sẽ tích vô nghe. Rồi các bạn xem. Đây, hiện tại nó đang on các bạn. Để tắt thì các bạn tích vô off cho mình là xong. Các bạn chú ý cho mình chọn hai mục nghe. Rồi sau đó ok. Rồi như vậy thì bây giờ tường lửa đã được tắt rồi các bạn. Tiếp theo để mở thì cũng tương tự như vậy các bạn. Các bạn gõ cho mình cái từ firewall. Sau đó các bạn hãy tích vào mục chest firewall. Các bạn vào firewall on hoặc là off. Rồi các bạn hãy bật lại cho mình. Rồi các bạn ok. Như vậy là xong các bạn. Và đến đây các bạn có đặt ra câu hỏi là khi nào thì cần tắt firewall? Thì có rất là nhiều trường hợp các bạn, nhưng mình sẽ nói với các bạn hai cái trường hợp hay dùng. Đó là bạn đang sử dụng mạng nội bộ mà có sử dụng một số phần mềm bán hàng kế toán kết nối với nhau để lấy dữ liệu. Hai là các bạn chia sẻ file hay thư mục giữa các máy tính với nhau trong mạng nội bộ, thì các bạn cần phải sử dụng cái tính năng tắt tường lửa này. Tiếp theo mình sẽ trình bày với các bạn vấn đề thứ hai, đó là chức năng nâng cao tường lửa trong Windows nó như thế nào. Thì để vào được chức năng nâng cao này thì các bạn hãy tìm cho mình cái từ firewall, chest firewall ra các bạn. Các bạn chú ý từ này, tích vô các bạn. Và các bạn để ý cho mình cái mục bên tay trái, đó là advanced setting, những cái thiết lập tùy chọn nâng cao đó các bạn. Các bạn hãy tích vô đây cho mình. Rồi thì các bạn thấy nó xuất hiện cửa sổ nào không ạ? Các bạn chú ý cho mình hai mục thôi, đó là inbound rule và outbound rule. Thì để hiểu được cái này thì mình sẽ mở một cái sơ đồ. Đây các bạn, đây là cái sơ đồ. Thì mình sẽ giải thích một số hình ảnh để các bạn dễ hiểu. Đây là laptop, điện thoại, máy tính bàn các bạn. Và đây là cái mạng LAN. Thì mạng LAN nó giống như cái mạng Wi-Fi của nhà bạn thôi. Thì nhiều thiết bị truy cập vô cái Wi-Fi đó. Còn đây là cái máy chủ các bạn. Thì máy chủ nó cũng là một cái máy tính bình thường thôi các bạn. Nhưng tốc độ nó nhanh hơn mà con người họ chọn ra để làm được máy chủ. Và tiếp theo đây là cái nhân viên bảo vệ các bạn. Và đây là tường lửa các bạn này. Thì mình sẽ giải thích. Khi mà tường lửa on, có nghĩa là người bảo vệ đó, họ đứng đó họ canh các bạn. Họ canh có nghĩa là canh cái gì? Khi mà laptop truy cập dữ liệu vô máy chủ này các bạn, thì họ xem cái yêu cầu dữ liệu, gọi là yêu cầu lấy dữ liệu đó, nó có hợp lý hay không. Nếu hợp lý thì nhân viên bảo vệ này cho phép vào lấy. Nếu như họ nghi ngờ cái yêu cầu đó nó chứa những cái thông điệp virus hoặc là những cái spam các bạn, thì nhân viên bảo vệ này họ sẽ không cho phép đi vào. Thì chức năng tường lửa nó làm như vậy đó các bạn. Và mình giải thích cái vào là gì và ra là gì. Mình sẽ ví dụ như sau. Các bạn mở điện thoại và các bạn truy cập vào một cái app bán hàng. Sau đó các bạn nhấn cái nút xem doanh thu. Đó, thì yêu cầu nó sẽ gửi đến máy chủ các bạn, bởi vì dữ liệu nó sẽ lưu ở máy chủ. Rồi các bạn nhấn nút xem doanh thu cái các bạn, thì dữ liệu nó sẽ đi vào máy chủ. Thì gọi là vào các bạn. Thì vào máy chủ, người bảo vệ ở đây họ coi yêu cầu này có hợp lý hay không. Thì người bảo vệ này họ biết được là người đó họ đang xem doanh thu, thì họ sẽ đồng ý cho vô lái các bạn. Khi lái xong dữ liệu thì nó sẽ đi ra, nó trả kết quả về cho cái điện thoại này, là gọi là nó đi ra các bạn. Thì người bảo vệ này họ thấy dữ liệu này là dữ liệu doanh thu bán hàng được phép cho cái khách hàng đó xem, thì nó gọi là đi ra. Thì ở đây các bạn thấy không, inbound rule và outbound rule. Inbound là đi vào máy chủ, outbound rule đi ra máy chủ. Còn rule ở đây là những cái nguyên tắc các bạn, có nghĩa là gì? Khách hàng ở đây họ muốn truy cập doanh thu thì được phép vào xem. Còn nếu như khách hàng ở đây họ muốn xem toàn bộ những cái user của hệ thống, user thì gồm có tên đăng nhập và mật khẩu đó các bạn, thì nó không cho phép lấy dữ liệu đi ra ngoài. Thì ở video này mình sẽ giải thích cho các bạn một cách chung chung về inbound rule là gì, outbound rule là gì.
Video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình chi tiết nó như thế nào. Xin cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ đăng ký kênh để theo dõi những thủ thuật mới nhất của mình.